Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Chào mừng tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư quay trở lại với kênh Nhà đất Phạm Thọ, một trong những kênh chuyên nhận mua bán ký gửi bất động sản ở khu vực Đồng Xoài, Đồng Phú của tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Thì hôm nay em Thọ sẽ mang tới cho anh chị một vị trí đất nằm ở khu vực xã Tiến Hưng luôn anh chị ạ. Thì vị trí đất thì được em đánh dấu ở trên bản đồ Google Map anh chị nhé. Từ đường DT741 đi vào vị trí đất này vào khoảng 200 m anh chị ạ. Và cái vị trí mà anh chị dễ nhận dạng nhất đấy, đó là nó nằm ở ngay chỗ Ủy ban xã Tiến Hưng đi vào anh chị nhé. Và nằm đối xứng với cái dự án Cát Tường Phú Hưng qua con đường DT741 anh chị ạ. Vị trí này cũng là một trong những cái vị trí trung tâm đấy, mình đầu tư hoặc là mình mua để xây nhà rồi mình làm việc ở các khu công nghiệp cũng như là làm việc ở trên Ủy ban tỉnh Bình Phước là rất là gần anh chị nhé. Thì em có quay cho anh chị một đoạn video ngắn bằng flycam về vị trí thực tế của cái lô đất này anh chị này. Lô này là lô góc hai mặt tiền anh chị ạ. Diện tích của nó là 115,6 mét vuông và chiều dài của nó được 20 mét anh chị nhé. Và chiều ngang vát góc đi rồi còn 5 mét 57 gần 6 mét anh chị ạ. Thì vị trí góc này thì anh chị mua để về mình xây nhà ở là rất tuyệt vời anh chị này. Khu dân cư này dân cư người ta cũng vào ở hết rồi anh chị nhé, và đất là đã có sổ hồng riêng rồi, cho nên là mình mua mình rất là yên tâm về mặt pháp lý, sau này nếu có cần vốn mình cầm cố ngân hàng cũng rất là dễ anh chị nhé. Và vị trí này thì mình xây dựng tự do anh chị ạ. Đối với một lô góc mà tầm diện tích khoảng 115,6 mét vuông như vậy anh chị này, thì anh chị có thể về mình thiết kế những căn biệt thự mini mình ở cũng rất là đẹp anh chị ạ. Lô góc hai mặt tiền thì view của nhà mình rất là thoáng. Thì đây là cái hình mà em chụp từ flycam luôn anh chị nhé. Nếu anh chị khách hàng ở trong khu dân cư Thuận Hòa này thì anh chị con cái nhà mình ấy đi ra đi học, các cháu đi học ấy là trường mầm non cấp 1, cấp 2 xã Tiến Hưng là cách nhà mình khoảng 200 m, và trạm y tế là nằm liền kế với Ủy ban xã Tiến Hưng luôn anh chị nhé. Và nếu anh chị mà làm ở khu vực các khu công nghiệp như Đồng Xoài 3 rồi khu công nghiệp Bắc Đồng Phú thì rất là gần, khoảng 500 mét thôi anh chị ạ. Còn nếu Đồng Xoài 1, Đồng Xoài 2 hay khu công nghiệp Nam Đồng Phú thì rơi vào khoảng 3 cây số anh chị nhé. Và vị trí này đi lên trung tâm thành phố Đồng Xoài thì khoảng 2 km anh chị ạ. Và hiện tại thì em thấy là bất động sản ở khu vực Đồng Xoài, Đồng Phú hiện tại cũng giảm giá và giá rất là mềm đó anh chị nhé. Và mình đầu tư ở những cái bất động sản mà có cái công nghiệp người ta phát triển đó anh chị, thì đầu tư mình rất là yên tâm. Tại vì khi công nghiệp phát triển thì công nhân cũng như là kỹ sư người ta về người ta làm việc nhiều, thì khi đó ấy, là cái nhu cầu về nhà ở cũng như là dịch vụ nó sẽ tăng lên rất là nhiều anh chị nhé. Và mình đầu tư rất là yên tâm, tại vì cái nó có cái nền tảng là khi mà các địa phương nào có tốc độ gia tăng dân số cơ học từ các địa phương khác người ta kéo về ấy, thì bất động sản ở đó phát triển rất là bền vững. Mình không có mua những cái dạng đầu cơ giống như cái bất động sản du lịch ven biển ấy, thì cái đó nó mang tính thời vụ thôi, còn nền tảng cơ bản vẫn là những cái vị trí bất động sản công nghiệp anh chị nhé. Đấy, thì anh chị khách hàng nào đang xem video này của em Thọ thì cứ gọi về cho em qua số điện thoại em để trên dưới màn hình ấy là 0983 023 974. Em sẽ gửi sổ của cái lô đất này cho anh chị tham khảo luôn. Em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã xem video này của em. Chúc anh chị và gia đình sức khỏe và thịnh vượng, đầu tư tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo ạ.